Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với Cẩm Nang Bác sĩ Gia đình, được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thông qua chương trình này cũng sẽ giải đáp những thắc mắc của những khán giả gần xa đã gọi điện đến cho chúng tôi thông qua số điện thoại hotline. Và thưa quý vị, ngày hôm nay xin được chào đón tại trường quay của chương trình Thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Nguyên Khang, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, khi nói về bệnh mãn tính thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đó chính là một căn bệnh mà không thể chữa dứt ngay tại một cái thời điểm nào, cũng không thể là tự khỏi được. Chúng ta phải sống chung với nó và chúng tôi gọi đó là học cách thích nghi. Và điều quan trọng là đối với những căn bệnh mãn tính này thì chúng ta phải tự ý thức để nâng cao cái thể lực của mình, nâng cao cái sức khỏe, nâng cao cái sức đề kháng. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị bệnh mãn tính. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Đông Trùng Hạ Thảo Banica của công ty Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của câu chuyện ngày hôm nay trong chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày. Bước vào độ tuổi trung niên, anh Hùng vẫn rất tự tin vào sức khỏe của mình vì anh rất ít khi bị đau ốm bệnh tật. Thỉnh thoảng có bị ốm thì cũng khỏi rất nhanh. Nhiều người cũng nhận xét anh trẻ khỏe hơn so với tuổi. Ấy vậy mà gần đây khi đi khám, anh mới phát hiện ra mình bị cao huyết áp. Lúc bác sĩ thông báo tôi bị cao huyết áp, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì trước giờ sức khỏe của tôi cũng tương đối tốt và tôi cũng có ý thức giữ gìn sức khỏe. Nên tôi ít khi nào mà uống nhiều rượu bia hay thuốc lá. Cái vấn đề của tôi là chỉ ăn rất là nhiều dầu mỡ, các cái đồ ăn chiên xào. Nhưng mà không ngờ điều đó đã gây cho tôi căn bệnh cao huyết áp. Có bệnh thì phải chữa. Vượt qua cú sốc ban đầu, anh Hùng bắt đầu xem xét lại chế độ sinh hoạt, tập luyện và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Tôi cũng được sự tư vấn và chỉ bảo tận tình của bác sĩ. Nhưng mà thú thật trước giờ gia đình của tôi chưa có người từng bị qua bệnh cao huyết áp. Nên khi mà tôi vướng vào cái bệnh đó nên tôi cũng cảm thấy là khá khó khăn và tâm lý cũng lo lắng. Mặc dù là cũng được vợ rồi chăm sóc cũng tận tình. Nên bây giờ mình phải tìm một cái cách nào đó để bồi bổ sức khỏe cho nó đúng cách. Thưa quý vị, nhân vật của chúng ta anh Hùng là một người mà có thể nói là không uống rượu nè, không hút thuốc nè, nhưng mà càng lớn tuổi thì lại mắc những cái bệnh mãn tính. Và như chia sẻ của anh thì vấn đề sức khỏe của anh ngày càng biến chuyển không tốt, bị bệnh mãn tính và cao huyết áp. Thưa bác sĩ Nga, như vậy thì đây có phải là cái căn bệnh mà không có thể chữa được hay không? Và khi càng lớn tuổi, càng về già, có tuổi tác thì chúng ta phải chấp nhận nó, đúng không ạ? Vâng, thì chủ đề ngày hôm nay nói về các cái bệnh lý mãn tính. Thì trước hết thì chúng ta hiểu bệnh mãn tính là gì. Bệnh mãn tính thì là những cái bệnh theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là những cái bệnh lý mà nó kéo dài hoặc là hay tái phát. Thường là cái thời gian mắc bệnh rất là lâu. Các cái bệnh mãn tính này thì hiện nay là không có các cái vaccine để phòng ngừa cũng như là không thể chữa khỏi. Và cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lý mãn tính thường gặp ở những cái người mà trung niên trở ra. Những cái bệnh lý mãn tính này thì nó đòi hỏi phải có một cái thời gian điều trị lâu dài. Nó là một cái gánh nặng hiện nay bởi vì cái nguyên nhân thì thường là không có rõ ràng. Do đó thì cái việc điều trị nó cũng cần phải có một cái thời gian theo dõi và phải kiên trì. Cái hiệu quả thì có thể là tùy cái người bệnh và tùy cái cơ địa của cái người đó. Do đó thì cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái mức cái tình trạng mà tàn tật đó là của những cái người mà mắc cái bệnh mãn tính này hiện nay thì khá là cao. Người ta thấy là chiếm khoảng 50%. Do đó thì cái việc mà chúng ta cần phải chú ý khi mà mắc phải những cái bệnh lý mãn tính, phải theo dõi, phải điều trị và kiểm soát làm sao để mà có thể sống chung với căn bệnh này, để có thể phòng ngừa được những cái biến chứng, cái hệ lụy của cái căn bệnh gây ra nó là rất quan trọng. Và như trường hợp của anh Hùng, anh bị cái tình trạng bệnh tăng huyết áp là một trong những cái bệnh lý mãn tính cũng rất là thường gặp hiện nay, bên cạnh những cái bệnh mãn tính khác như là đái tháo đường hay là ung thư hay là những cái bệnh lý của đường hô hấp, viêm khớp vân vân. Dạ.
Như vậy thì rõ ràng bệnh mãn tính là bệnh không thể chữa khỏi và chúng ta sống chung với nó, chúng ta thích nghi với nó. Và trong cái trường hợp của anh ấy thì không có thể điều trị bằng vaccine, không thể chữa khỏi được. Như vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể ứng phó với nó một cái cách tốt nhất không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, thì nguyên nhân mà mắc các cái bệnh mãn tính là do sự phối hợp của nhiều cái yếu tố trong một cái thời gian rất là dài. Những cái yếu tố đó có thể là những cái độc tố, rồi cái sự mà sử dụng các cái chức năng một cách quá mức, rồi cái vấn đề tuổi tác theo thời gian, cái quá trình thích tuổi, cũng như là những cái tâm sinh lý, vân vân. Thì khi mà phối hợp các cái yếu tố này, nó sẽ dần dần theo thời gian làm suy giảm, làm sụt giảm, thoái hóa và giảm những cái chức năng của các cái cơ quan trong cơ thể. Thì có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta điều trị các bệnh lý mãn tính. Thì cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải phối hợp các cái biện pháp kiểm soát rất là chặt chẽ một cách lâu dài các cái bệnh lý mãn tính này, để làm sao mà có thể duy trì được cái chất lượng sống của cái người bệnh đó và phòng ngừa những cái biến chứng có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì nên bắt đầu điều chỉnh từ những cái vấn đề về lối sống, về chế độ dinh dưỡng cũng như là tập luyện đó. Và có thể sử dụng hỗ trợ những cái sản phẩm từ thiên nhiên mà nó không mang lại cái tác dụng phụ, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, để mà bồi bổ sức khỏe. Thì nó giúp cho nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể, phục hồi lại cái sức hệ miễn dịch của cơ thể, thì đó cũng là một cái phương pháp. Ngoài ra thì khi mà có chỉ định của bác sĩ phải dùng thuốc Tây y để mà điều trị những cái bệnh lý mãn tính, thì người bệnh phải tuyệt đối tuân thủ, có sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa người bệnh và thầy thuốc. Vâng, thì xin thưa bác sĩ có thể nói thêm là đông trùng hạ thảo có cái chất gì mà có thể giúp tăng cường cái sức khỏe, và cái việc sử dụng cái đông trùng hạ thảo này thì bác sĩ có lưu ý gì hoặc có cái lời khuyên gì không ạ? Đông trùng hạ thảo là một cái loại thảo dược rất là đặc biệt, coi như là phối hợp giữa động vật và thực vật. Chúng ta biết là khi vào mùa đông á, thì những cái bào tử nấm thuộc cái chi Cordyceps nó sẽ xâm nhập vào những cái ấu trùng sâu non, và nó lấy những cái dưỡng chất ở trong cái con ấu trùng này, làm cho cái con ấu trùng này nó bị chết đi. Và khi vào mùa hè thì bắt đầu những cái bào tử nấm này nó mới vươn lên khỏi mặt đất và tạo thành một cái loại thực vật rất là đặc biệt. Theo như các cái nhà nghiên cứu về đông trùng hạ thảo thì họ đã phân tích các cái thành phần hoạt chất ở trong đông trùng hạ thảo, thì có rất là nhiều những cái hoạt chất có lợi cho cơ thể con người, ví dụ như là adenosine hay là polysaccharide, rồi cordycepin, và các cái vitamin như là vitamin C, vitamin E, một số các vitamin khác, cộng với các cái vi lượng như là kẽm hoặc là selen, vân vân. Thì đối với các cái vitamin và khoáng chất cần thiết, nó sẽ khi mà đưa vào cơ thể thì có rất là nhiều những cái công dụng đã được y học cổ truyền lẫn là y học hiện đại công nhận. Ví dụ như là đối với cái hệ thần kinh thì sẽ giúp là an thần, cải thiện giấc ngủ. Đối với hệ tim mạch thì là sẽ giúp ngăn ngừa cái tình trạng mà cholesterol nó bám vào các cái thành mạch máu, từ đó là ngăn ngừa những cái tình trạng bệnh như là xơ vữa động mạch hay là rối loạn về nhịp tim, vân vân. Bên cạnh đó thì còn điều chỉnh giúp ổn định huyết áp, giúp điều chỉnh cái đường ở trong máu ở một cái hàm lượng bình thường, cũng như là đối với cái hệ nội tiết thì nó cũng có điều chỉnh những cái rối loạn về nội tiết, cải thiện cái vấn đề về sinh lý. Rồi đối với cái hệ hô hấp thì có cái công dụng là ngăn ngừa cái sự phá hủy của các cái tế bào của phổi, cũng như là cải thiện cái chức năng hô hấp, tăng cường cái oxy nuôi dưỡng cho cơ thể nói chung và cái hệ hô hấp nói riêng. Từ đó thì giúp cho cơ thể ngăn ngừa được rất là nhiều những cái bệnh lý, và thậm chí là trong đó là ngăn ngừa cả các cái bệnh về ung thư nữa. Thì với những cái công dụng như vậy, đông trùng hạ thảo nó là một cái sản phẩm mà bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa các cái bệnh lý rất là tốt, và có thể là
một cái lựa chọn cho những cái người bị mắc bệnh mãn tính mà sử dụng để mà có thể hỗ trợ trong quá trình điều trị kiểm soát những cái bệnh lý này. Dạ. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì thưa bác sĩ? Đối với những cái người mà mắc bệnh mãn tính về sức khỏe, tức là bản thân thì sức khỏe của họ cũng đã yếu rồi, cũng đã bị ảnh hưởng rồi, thì việc dùng nó có phải cẩn trọng hơn so với những người khỏe không ạ? À, vâng. Đối với đông trùng hạ thảo thì chúng ta muốn sử dụng thì điều đầu tiên là phải xem là cái nguồn gốc xuất xứ là ở đâu. Chúng ta phải xem cái nguồn gốc xuất xứ từ những cái nhà sản xuất đáng tin cậy, đã được kiểm duyệt bởi các cái cơ quan y tế, được phép lưu hành. Khi mà sử dụng thì phải chú ý cái liều lượng theo đúng hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Cái thứ hai là thời điểm sử dụng. Ví dụ chúng ta phải sử dụng nên vào lúc đói để có thể là hấp thu được hết những cái dưỡng chất từ cái đông trùng hạ thảo, tránh xa cái gần bữa ăn thì nó sẽ làm giảm hấp thu. Rồi bên cạnh đó là cái đối tượng sử dụng, ví dụ như là một số những cái người mà trước và sau, ngay sau khi phẫu thuật thì cũng không nên sử dụng, hoặc là những người mà bị dị ứng với bất kỳ cái thành phần nào trong đông trùng hạ thảo chẳng hạn, hoặc là trẻ mà quá nhỏ dưới 6 tuổi, hoặc là những người phụ nữ mang thai thì cũng rất là thận trọng. Và những cái đối tượng này thì chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ. Ngoài ra thì khi mà sử dụng, chúng ta cũng có thể là để ý cái cách chế biến nữa. Chúng ta phải chế biến làm sao cho đúng, thì không làm mất đi những cái dưỡng chất ở trong đông trùng hạ thảo. Đối với những người mà bệnh lý mãn tính á, sử dụng đông trùng hạ thảo thì cũng lưu ý là mình sử dụng làm một cái phương tiện hỗ trợ, chứ mình cũng không vì việc sử dụng này mà mình tự ý bỏ những cái thuốc mà bác sĩ đang chỉ định cho dùng. Và khi mà sử dụng đối với người lớn tuổi thì sau 3 giờ chiều thì mình cũng hạn chế, không nên sử dụng. Cái thời gian sử dụng nữa thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất, ví dụ mình phải sử dụng liên tục bao nhiêu ngày thì mới có hiệu quả, thì cái đó là những cái điều cần lưu ý khi mà sử dụng đông trùng hạ thảo. Mặc dù trước đây thì đông trùng hạ thảo vẫn được gọi là vương dược, một cái loại dược phẩm quý chỉ được sử dụng trong cung đình hoặc là sử dụng cho nhà vua mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái loại dược phẩm mà có xuất xứ từ Tây Tạng, trồng trên những đỉnh núi cao thì đã được đưa về và được nuôi trồng ở Việt Nam và cũng khá là thành công. Thì thưa bác sĩ, hồi nãy thì bác sĩ cũng đã chia sẻ rất là nhiều cách thức trong cái việc ứng dụng đông trùng hạ thảo trong cái việc điều trị. Thì bây giờ đây chúng tôi sẽ mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại nhân vật của chương trình để xem là sau một thời gian thì tình hình sức khỏe của nhân vật chúng ta đã được cải thiện như thế nào. Xin mời. Hồi trẻ, anh Hùng nổi tiếng là người khỏe mạnh. Thế nhưng bước vào độ tuổi ngoài tứ tuần, anh đã không thể ỷ lại vào sức khỏe vốn có của mình nữa khi bác sĩ kết luận anh bị cao huyết áp. Trong người có bệnh mãn tính, anh Hùng thận trọng hơn với sức khỏe của mình. Các biện pháp bồi bổ sức khỏe cũng ngay lập tức được anh tìm hiểu áp dụng. Ngày còn trẻ, do ỷ mình có sức khỏe nên tôi cũng không có quan tâm lắm. Đến khi đi khám bệnh thì bác sĩ thông báo là tôi đã bị cao huyết áp. Thì tôi cũng phải tìm hiểu các cái chế độ ăn uống cũng như luyện tập thể dục cho nó phù hợp. Tôi cũng rất may mắn là được sự tư vấn của nhiều người, đồng thời là vợ của tôi cũng hết lòng chăm sóc, nên tôi đã lấy lại tinh thần, phấn chấn vui vẻ hơn. Tôi đã từ bỏ thói quen ăn nhiều dầu mỡ chiên xào, thay vào đó là tôi ăn các cái loại rau luộc để cho cơ thể nó thanh đạm hơn, bổ sung thêm trái cây. Đồng thời là tôi đã mua thêm đông trùng hạ thảo về uống. Thì sau khi uống đông trùng hạ thảo, tôi cảm thấy là sức khỏe của mình nó được tăng cường hơn, khỏe khoắn hơn. Bệnh tình của tôi trước đây nó cũng đã thuyên giảm. Bà xã tôi cũng rất là vui mừng. Đồng thời bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan cũng cảm thấy là sức khỏe của tôi dạo này nó phấn chấn lên, da dẻ trở nên hồng hào hơn. Nên tôi rất là phấn khởi. Thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng đông trùng hạ thảo để cho sức khỏe của mình ngày càng một khỏe khoắn hơn, để có tinh thần làm việc tốt hơn. Với những người mắc bệnh mãn tính như anh Hùng, việc vẫn có đủ sức khỏe để sống chung với bệnh có lẽ là món quà và là điều mong mỏi ước ao lớn nhất. Đông trùng hạ thảo Banica hân hạnh tài trợ chương trình này. Vâng, xin được chúc mừng nhân vật của chúng ta đã cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình.
Và bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo, bác sĩ gia đình. Chúng ta sẽ tiếp tục với bác sĩ Nga với câu hỏi đầu tiên như sau. Tôi hiện đang gặp vấn đề về sinh lý, cụ thể là rối loạn kinh nguyệt. Bên cạnh đó thì tôi cũng bị bệnh mãn tính là hen suyễn nữa. Không biết là dùng đông trùng hạ thảo có thể cải thiện được hai vấn đề này hay không? Mong bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Kiều. Chị Kiều hiện nay là đang có vấn đề rối loạn kinh nguyệt và bệnh lý hen suyễn. Thì cũng xin chia sẻ với chị Kiều là đông trùng hạ thảo nó có những cái thành phần hoạt chất như là polysaccharide, adenosine, vân vân, cùng với lại các cái vitamin và khoáng chất giúp cho bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng. Đồng thời thì còn giúp điều chỉnh cái nội tiết ở trong cơ thể, điều hòa cái vấn đề về kinh nguyệt, ngăn ngừa những cái tình trạng bệnh như là rối loạn kinh nguyệt hay là rong kinh, rong huyết vân vân. Ngoài ra đối với cái hệ hô hấp thì các cái nhà nghiên cứu cũng đã cho thấy là đông trùng hạ thảo có tác dụng là bảo vệ các cái nhu mô phổi, ngăn chặn cái quá trình phá hủy của các cái tế bào phổi, cải thiện được cái quá trình mà hô hấp, trao đổi khí oxy. Do đó thì trường hợp chị Kiều bị cái tình trạng là rối loạn kinh nguyệt và có bệnh hen suyễn thì chị có thể sử dụng được đông trùng hạ thảo như là một cái sản phẩm để hỗ trợ giúp cho chị có thể phục hồi và cải thiện cái căn bệnh của mình nó tốt hơn. Như vậy thì trong trường hợp này chị Kiều ơi, chị đừng quá lo lắng, bởi vì chúng ta có thể kết hợp việc sử dụng đông trùng hạ thảo với việc điều trị cái rối loạn kinh nguyệt của mình chị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bác Nguyễn Bình Minh ở Long An. Tôi bị COPD nên con trai tôi cũng có mua đông trùng hạ thảo để tôi về bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng mà tôi lại không biết cách chế biến, sử dụng như thế nào để hiệu quả. Thế nên từ lúc mua về vấn đề đó vẫn chưa dám dùng. Mong bác sĩ có thể tư vấn. Xin cảm ơn câu hỏi của bác Minh. Bác Minh hiện nay đang thắc mắc về vấn đề chế biến làm sao đông trùng hạ thảo để mà có thể sử dụng được. Thì có rất là nhiều cách. Bác có thể là hầm hoặc là nấu cháo. Rồi hoặc là có thể là sử dụng trà để uống, hoặc là có thể ngâm rượu vân vân. Thì đối với mỗi cái cách này thì bác cần phải lưu ý làm sao để mà có thể có được những cái hoạt chất của đông trùng hạ thảo một cách nguyên vẹn. Thì ví dụ như là bác dùng dạng trà thì nên ủ trong nước sôi 100 độ từ 4 tới 5 giờ. Hoặc là nếu mà ngâm rượu thì nên sử dụng các cái loại rượu có nồng độ cồn là từ 35 cho tới 40 độ. Và sử dụng những cái bình như là bình thủy tinh hoặc là bình sứ. Rồi nếu như mà nấu cháo, hầm cháo thì cũng chỉ khoảng là tờ 1 tiếng, tức là khoảng 55 phút cho 60 phút kể từ cái lúc mà sôi. Và không có dùng lửa to thì nó sẽ làm mất đi những cái hoạt chất của trong đông trùng hạ thảo. Thì và khi nấu thì chúng ta dùng những cái nồi từ chất liệu là bằng sành, bằng sứ thì nó tốt hơn. Đó là một số những cái cách để mà có thể bào chế biến những cái dạng từ đông trùng hạ thảo để bác có thể sử dụng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3. Tôi cũng đang tìm hiểu về đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại, nào là loại tươi, nào là loại khô, nên khiến tôi rất là bối rối, không biết loại nào mới tốt, thì mong bác sĩ có thể tư vấn thêm. Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì đúng là đông trùng hạ thảo hiện nay thì chúng ta thấy có rất là nhiều loại. Nếu mà đông trùng hạ thảo mà tự nhiên á, thì chúng ta thấy là rất là hiếm, giá thành rất là cao, bởi vì cái sản lượng nó rất là ít, chỉ có ở cái vùng núi cao như ở Tây Tạng. Đa phần hiện nay thì để sử dụng được cái sản phẩm đông trùng hạ thảo mà nó vẫn có đầy đủ những cái hoạt chất giống như là ở tự nhiên, thì chúng ta có thể sử dụng cái đông trùng hạ thảo mà nuôi cấy. Tức là tại Việt Nam mình là đã nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành công rồi, mà nó vẫn đảm bảo được các cái thành phần hoạt chất chủ yếu giống như là đông trùng hạ thảo tự nhiên. Đối với cái loại đông trùng hạ thảo thì nó có thể là có ở dạng tươi hoặc là dạng khô. Thì đối với những cái loại mà khô thì nó có thể là do sấy mà có được cái sản phẩm khô đó, thì cái quá trình bảo quản nó vẫn được là lâu hơn mà so với lại cái loại tươi thì nó sẽ khó bảo quản hơn và nó cũng có đầy đủ những cái hoạt chất giống như cái loại tươi vậy.
Tuy nhiên thì lưu ý là khi sử dụng loại khô và loại tươi thì nó sẽ có khác nhau một chút về cái thời gian. Ví dụ như là mình sử dụng các cái loại tươi thì cái thời gian sử dụng có thể kéo dài, có thể là phải ít nhất là phải 3 tháng liên tục thì mới có được cái hiệu quả. Nhưng mà mình dùng cái loại mà đông trùng hạ thảo mà là khô thì nguyên con thì nó có thể là từ 2 đến tháng cho đến 3 tháng thì cái thời gian nó ngắn hơn là đã cũng có cái hiệu quả rồi. Và hiện nay thì có khá là nhiều những cái chế phẩm có sẵn từ các cái công ty sản xuất tại Việt Nam có cái thành phần đông trùng hạ thảo thì cô vẫn có thể mua về để sử dụng, nó tiện lợi và nó nhanh chóng. Vâng, như vậy thì hiện nay thì đông trùng hạ thảo cũng có khá là nhiều dạng, đó là khô hay là tươi. Và điều quan trọng hơn hết là đối với người sử dụng thì chúng ta phải phân biệt được đâu là hàng thật và hàng giả. Điều quan trọng là chúng ta nên mua ở những cái nơi có uy tín. Còn bây giờ đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết, cho nên chúng tôi xin phép là khép lại bằng 3 câu hỏi này. Còn nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại của chúng tôi để có thể nhận được tư vấn 24/7. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga đã đến đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn đông trùng hạ thảo Banika của công ty Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đông trùng hạ thảo Banika hân hạnh tài trợ chương trình này.